Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ và Phật tử gần xa. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Theo đó, từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong luật đạo luân hồi. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, có nghĩa là địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật. Chúng sanh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Hạnh nguyện ấy bao la trùm khắp cả hư không pháp giới. Cũng vì ý nghĩa ấy mà ngày 18-19 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, tại chùa Phước Tường, tọa lạc đường 102, khu phố 7, phường Tăng Nhân, Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, được sự chỉ dạy của trụ trì Thượng tọa Thích Nhật An, đạo tràng Phật tử đã long trọng tổ chức Pháp hội tụng kinh Địa Tạng và trai đàn chẩn tế kỳ siêu chư hương linh tử vong vì COVID-19, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn cùng cửu quyền thất tổ, thai nhi sản nạn, chư vị hương linh tiền hậu công đức, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn, nương vào oai đức của Đức Địa Tạng Vương, vị giáo chủ cõi u minh siêu sanh thoát hóa. Thể theo chương trình đã ấn định thì vào lúc 8:30 là khóa lễ khai kinh Thượng Phan và cúng ngọ. Tại nơi pháp đàn, gia đình tín chủ đã dâng lời tắc bạch, cung thỉnh đại đức sám chủ cùng chư tôn đức trong ban kinh sư tiến về Phật điện để cử hành khoa nghi pháp sự.
đại phổ bồ tát nam mi mô đại hạnh phổ hiền bồ tát. Nhị hướng kim lô đoan thân cung
thập phương thường trụ tâm bao sắc hay vàng linh. Tất trường chân hương đồng quỷ chân tuy tứ thời tuệ thứ quý mau niên nhưng nhị hoàng thập bát nhân kim thần đệ tư tố hoa vì nam diêm phù đề diễn nam quốc nga thu đức quần linh chiếu phường đệ tam khu phố hoa thập nhất nga nhai cử cung tụ hoa phước nga tường từ trụ phụng phật tu hoa trai thiết lễ kỳ an tập phước trinh na tường cặp kỳ siêu bạc tiếng cứu quyền thất tôn kiếm ma vì trai chu trần văn giòn nga pháp danh hoàng sơn hành cảnh 73 tuổi nguyên thị ái mi pháp danh thanh mi hành cảnh 62 tuổi trần kiểm lo pháp danh thanh lương hành cảnh 37 tuổi trần lệ quyên pháp danh thanh tông hành cảnh 34 tuổi Nguyễn Thị Giáp pháp danh thanh đục hành cảnh 80 tôi Nguyên Văn Đức pháp danh Hoàng Hoàng Bồn hành cảnh 73 tôi Võ Thị Sương pháp danh Chiếu Tiền hành cảnh 76 tôi Nguyên Ngọc Thu pháp danh Thanh Kim hành cảnh 56 tôi Trần Hữu Trung pháp danh Hoàng Hoàng Tiền hành cảnh 47 tôi Nguyên Võ Trúc Mi pháp danh Diệu Tâm hành cảnh 19 tôi Nguyên Thị Châu hành cảnh 77 tôi Hồ Thị Vân hành cảnh 64 Phổ Cập Ma Bạc Nga Tiếng Nga Phùng vì cứu quyền thất tôn nội ngoại tiên linh thúc bá đề quân cô vì tí mùi đặng đăng chư vị tiên linh hồ môn đường thượng trần môn đường thượng nguyên môn đường thượng đô môn đường cặp chư vị hương linh Hồ Thị Vân thọ 68 tuổi Trần Văn Nhiêu thọ 74 tuổi Nguyên Thị Siêu Hưởng Dương 44 tuổi Trần Văn Nhan Trần Văn Mô Hưởng Dương 37 tuổi Trần Văn Cư Trần Văn Bó, Trần Văn Sơn, Trần Văn Cang, Trần Văn Diền Nguyễn Thị Banh Đô Thị Nguyên Nguyên Văn Sang Nguyên Hoàng Thanh Nguyễn Tình Nguyễn Thị Phi Đô Văn Tre Nguyễn Thị Giật Nguyễn Văn Thịnh Nguyên Mạnh Na Hồng Nguyên Hoàng Dung Nguyên Thị Kim Hoàng Nguyên Thị Nguyên Lê Văn Y Trần Văn Hà Trần Văn Nam Trần Văn Thành Trần Thị Hưng
kỳ nguyện kỳ an toàn thể trai gia bố quý hoàn trái nhiều đời điều được thấu mơ quán thù bao kiếp hay điều tiêu tan nao phiền dứt sạch xa lìa khổ ách nghiệp chướng tiêu trừ bốn mùa khoe mạnh thân tâm an lạc niềm tin vững chắc phước thọ tăng long mọi việc hạnh thông gia đình hưng thịnh nguyện cho hàng con cháu sống hiếu thảo thuận hòa nhờ ân đức mẹ cha trở nên người hiền thiện người vô ơn bạc nghĩa biết tinh thức ăn năn gia đình thấm tình hiếu kính xã hội trọng nghĩa nhớ ơn những loài sống thương yêu hòa hợp kỳ nguyện nga kỳ siêu cứu quyền thất tôn cao cao tầng tổ cao 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 tầng tổ ti hạ gặp thuốc phá đệ quên quên cô a vì tí mùi đắng đắng chư vì tiên linh gặp hương linh nguyện hương linh đầu hoa màu sớm to miệng cực lạc lễ phật nghe kinh hiện tiền gia quyến đằng an bình thế thế sanh sanh đều làm việc phật chúng con lại nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi hộ trì tam bảo ở mãi thế gian phó nguyện trời giác ngộ muôn nơi sáng tỏa xe chánh pháp dần chiến không dừng cửa thiền luôn được trang nghiêm tăng chung sống trong hòa thuận nơi nơi thấm ma nhường mưa pháp người người hướng đến đạo hoa màu nhà nhà hạnh phúc an khang đất nước thái bình thịnh na trì tồn vọng lương lời sanh tư quân an thế xuất thế gian tề thành Phật đạo nam mô hương cúng dường Bồ Tát nam mô hương dân cái Bồ Tát nam mô chứng minh minh sư Bồ Tát Ma Tát Nguy vàng đức độc xưng tôn thiên thượng nhân gian vô đăng luân tương hào trang nghiêm công đức tù kim ma thần đảnh lễ pháp dương thân chí tâm đảnh lễ nam mô thiên hoa đại thường bả bao quan trung tam thập nhị tương năng nhân bát thập chung hao chi đại giác quá hiền vị lai thập phương chư Phật đà giác chỉ tâm đảnh lễ nam mô tây thiên trúc quốc Bạch Ma Đà La Tiêu Đà La Liêu Nghĩa Thượng Thừa Thập Nhị Bộ Chân Kinh Bí Điên Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Tôn Pháp Đạt Ma Gia Tạng
chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Minh Tứ Trí Ngũ Nhãn Lục Thông Phận Thân Ư Thứ Đồ Tha Phương Ứng Cúng Tài Nhân Gian Thiên Thường Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Hiền Thanh Tăng Và Giá Chúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cửa.
lưu nhập ma tỳ lô ma qua tạng giới. Cá trùng vô sư bất siêu lưng thì bất tẩy nhà thì diệu cực pháp ma thân trần bất nhiệm ma trần. Vạn y ta tự ghi đang định đàn tràng sai sai khô mộng nhi tác dương sung kiết quế ban nhi thành tịnh độ. Sở di đầu nội ngoài trung gian vô trượng quay thánh phỏ ô hiền tông thành ai lương bộ. Liễu đầu cam lộ thi nặng linh nhất trình biên thập ma nghi phương tầng quy linh giáo hồ sái tịnh Đà La Ni phố âm trì chú ngàn kia hiền dài kia
ba nghìn nghìn ba nghìn ba nghìn Bye.
Bá giảng hòa thụ kim cang xa nhật phương ngung kim nhật phật địa khổ am đau thư ba vô cầm kỳ là ai phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà xuống lên ba cõi cùng sáu nêu muốn lên cần phải niệm Phật tu trì Tây phương tình đồ xin vàng nơ hướng linh từ đây mở lối về hoa nở to lòng mừng thấy Phật muôn đời giữa khôi các đường mê thường hương lễ mãi bói hổ quy thiệt gì vinh
quan trọng tích tơ bị từ bi hỷ xả gì bi tông linh cảm khuất liêu phương tiện quyền hành nhi tăng pháp sự vô hư thiết phước hữu tu quy kiên tắc kiên tắc không sùng phật sự gì trang nghiêm tu giả thần phán nhi dự câu nhiên lự đàn tràng quế nhiệm cương giới yêu phật nghị dương thiết trường chân ngôn khuyết tinh nhi bằng cam lồ thị thị giả long triền bình xuất hậu thâu vàng phái kỳ nguyên hộ trào đồng xanh biến biến cụ gian tri triệt đại tiểu tư hồ tất lời thánh phạm chim từ dây không vào hậu sái tình đà la ni cận đơn tri tùng nhưng sái đồng phương linh câu nhị sai ba ca nan ni cấp ba mi ngã ngã kiên khắp thủ trường chung tồn phổ sai phát viên thượng thanh tịnh
tịnh pháp giới. Ơi ta
Cung tụ phước tường tự trụ phụng
Phật tu trai thiết lễ kỳ an tập phước trinh tường cấp kỳ siêu bạc tiên cửu quyền thất tổ nội ngoại tiên linh kim vị trụ trì thích nhật an thiết hướng dần nam nữ Phật tử thiết lập pháp đàn kỳ an tập phước trinh tường cấp kỳ siêu bạc tiên cửu quyền thất tổ kim vị trai chủ trần văn giòn pháp danh hoàng sơn nguyện lý ai mỹ pháp danh thanh mỹ trần kim loan pháp danh thanh lương trần lễ quyền pháp danh thanh tông nguyện lý giáp pháp danh thanh thuộc nguyện văn đức pháp danh hoàng bồn do thị xuân pháp danh chiêu thiền nguyện ngọc thủ pháp danh thanh kim trần hữu trung pháp danh hoàng kiên nguyện võ trúc mỹ pháp danh diệu tâm nguyện thị châu nguyện chữ vị tinh chủ gia đình hưng thịnh quyến thuộc tăng phước đoàn viên tất cả ác duyên thay điều tiêu diệt kỳ siêu phụng vị cứu quyền thất tổ cao cao tầng tổ cao cao tầng tổ tỷ hạ cấp thúc ba đề quỳnh cô vì tỷ mùi đằng đằng chư vị tiên linh cặp qua vàng hương linh hồ thị vân thọ 68 tuổi trần văn nhiều thọ 74 nguyện thị siêu 44 trần văn nhàn trần văn 137 trần văn cương trần văn bò trần văn sơn trần văn cán trần văn dền nguyện văn bành đỗ thị nguyện nguyện văn sáng nguyện hoàng thanh nguyện tình nguyện thị phi đỗ văn trẻ nguyện thị dần nguyện văn thịnh nguyện manh hùng nguyện hoàng dũng nguyện thị kim hoàng nguyện thị nguyên lê văn y trần văn hà trần văn nam trần văn thành trần thị hưng ở phổ cập vùng vì pháp giới tư sanh lục đạo tam thế quan gia cửu thù chấp đôi chỉ nga sĩ dị quốc giống thân đồng bào tử năng lô đồ tán mang thị nàng phiêu trầm đặng đặng chữ cô hồn âm hồn quanh quanh hồn thai nhi sàng nàng thừa tư tam bào lực quy chi pháp đàn tinh pháp nghe kinh động thì Phật lực trực giang Tây Phương tự giả kim hoạt kiết nhật trường tăng ấy quả tâu thiết kiếm sơn pháp thi vô ngài đại bi tình đàn nhất hồi ngưng đạo Phật kỳ âm và dị siêu sanh nguyện dương nhân dị lời lạc kiếm tắc qua đàn khải thiên bi phạm tiên hành thụ lập thần phán dị chiếu tăng sát ngưỡng dòng tôn thần đại triển thần thống hộ trì công đức phụ sự chỉ phong tức vũ quyền vũ thân dân nhất thiên thanh lạc càng khôn câu địa duyên thành tam bảo với cụ tòa trung hoàng phạm âm cao triệt tứ thiện thiên phước báo hà sa công quy vô lượng tu chi điệp và chứng từ điệp thịnh kiến lao địa thần thủ phán chúa già thâu chấp tệ tự quy mạo niên những nhị hoạt thập bát nhất thời thì điệp đương đàn pháp sự gia trì sa môn tăng chứng minh điệp độc nhiên thành phó qua qua thần thường phan áo
ba bối ba mô ba đàn ba bối ta bảo chân bồ tát ma ý ta
phục dĩ. Tây phương giáo chủ cứu người sanh thoát cảnh luân hồi, Cực lạc đạo sư tiếp người thác lên đường trực giác. Cây ngọc bay hàng côi nước, chim ca lăng giống kệ bồ đề. Khơi lòng tình tâm lập chi tiếng tu diệu pháp mổ đau từ bi. Phát tâm bất thôi người hiện thế tăng cường tuệ mang, ngũ trí viên minh khách mang phần gót sạch nghiệp căn. Nhất tâm bất loạn sở dĩ. Đệ tử chúng con cung tu về chùa Phước Tượng, cứ ngủ tại số 16 khu phố 7 đường 102, phường Tăng Nhân, phố A Thành, phố Thủ Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiếp cùng toàn thế trái chủ cư ngụ tại số 37 đường 11 khu phố 3, phường Lĩnh Chiêu, quận Thủ Đức, cung tu Đại Hùng Bảo Điện. Thiết lập pháp đàn cúng dường chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Nhất tâm khẩn nguyện cầu siêu độ chư vị hương linh cứu quyền thất tổ, cấp kỳ án tập phước trinh tường, trái gia bồ nguyên thiết ngã niệm. Phụng thỉnh đạo sư ba cùi Đại Hiếu Thích Ca, bao đời phục dương mẹ cha, nhiều kiếp tu nhân thành Phật, Di Đà tiếp dân nga. Tiếp triệu chư vị cứu quyền thất tổ, kim ma vi toàn thể trai gia bồ nguyên, kỳ án tập phước trên tường, trai chủ Trần Văn Dọn, pháp danh Hoàng Sơn. Nguyện thị ái mỹ pháp danh Thanh Mỹ Trần Kiệm Long, pháp danh Thanh Lương Trần Lệ Nguyên, pháp danh Thanh Tông. Nguyện thị gia pháp danh Thanh Thục,
Nguyện văn đức pháp danh hoằng bổn võ thị xưng pháp danh chiếu tiền. Nguyện ngọc thu pháp danh thanh kim trần hữu trung pháp danh hoằng kim. Nguyện võ trúc mi pháp danh diệu tâm nguyện thị châu. Nguyện toàn thể trai gia bồ quyên thần an tâm lạc tật bình nghiệp chướng tiêu trừ chữ tay tiêu diệt thường hoạch kiết tường dình ly khổ ách gia đình hưng thịnh quyến thuộc tăng phước đoàn viên tất cả ác duyên thái đều tiêu diệt. Nguyện cho hàng con cháu song hiếu thảo thuận hòa nhớ ân đức mẹ cha trở nên người hiền thiên người vô ơn bạc nghĩa biết tình thức ăn năn gia đình thấm tình hiểu kinh xã hội trọng nghĩa nhớ ân nhân loại sống tương yêu hòa hợp kỳ nguyện kỳ siêu phong vị cửu quyền thất tổ cao cao tặng tổ tỷ cao cao tặng tổ khao hạ cập thúc bá đệ huynh cô dì tỷ muội đặng đặng chư vị tiên linh cập hoa vàng chư hương linh hồ thị vân thọ 68 tuổi trần vẫn nhiều thọ 74 tuổi nguyện thị siêu hương dương 41 tuổi trần vẫn nhang trần vẫn một hương dương 37 tuổi trần vẫn cư trần vẫn bo trần vẫn sơn trần vẫn can trần vẫn dân cặp ma chư vị hương linh nguyện văn bành đồ thi nguyên nguyện văn sang nguyện hoàng thánh nguyện tình nguyện thi phi nguyện va đồ văn tre nguyện thi dật nguyện văn thịnh nguyện manh hùng nguyện quang dung nguyện thi kim hoàng nguyện thi nguyên lễ văn y trần văn hà trần văn nam trần văn thành trần thị hưng cặp của quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời bà có nhiều kiếp đặng đặng chư vị hương linh cặp hương linh phạm đình thử thọ 83 tuổi nguyện chư vị hương linh đạo màu sớm to miền cực lạc lễ Phật nghe kinh hiện tiền trái chủ đăng an bình thế thế sanh sanh điều làm dĩ Phật ô a hổ nguyện hương linh sanh trong đời ngũ trương thường đam mê bao nghiệp thức buông ràng thác xuống cứu tiền những sợ hãi những điều chướng ngay hoặc lỡ phạm tội khiến tâm độc đến giam cầm xiềng xích buông ràng hoặc trót lầm mê chướng ngủ phong
phải đắm chìm đầu sơn kiến thọ. Trường kinh văn phóng tùng tinh thần giác ngộ, tuân theo lời Phật một câu tụng niệm thoát nạn ba đời. Vẫn giữ phép thiền hai chữ Nam Mô dạy quan lý kiếp. Hôm nay duyên lành hội đủ quá thiện hữu dân tề, kim bằng kết tập đại chúng đồng thánh khẩn nguyện cầu chân linh sớm được siêu sanh. Chữ nhân nhất chỉ cần cầu, mong ơn linh vàng sanh tình độ thiệt niệm. Đại yêu Thích Ca Di Đà giáo chủ dùng tràng pháp tiếp dân hương linh. Địa Tạng đại sư Giơ Tích Trường khai quang địa ngục, ngài Quảng Âm rủ lòng từ mân, đưa người sanh tới cội chân như. Đức Thế chỉ ra sức biện tài kiếp kẻ thác về nữ lạc quốc, quê hương cực lạc lùi bước thông dông trần gian. Trần gian giả tạm quay đầu xe pháp, nguyện hương linh sáng trưng đuốc tuệ đường tội tâm. Biết lối quy y Bát Nhã Thiện Từ, bể nặng nhờ ẩn tế đồ. Nước cực lạc là quê hương muôn thờ, chốn trần gian trắc trở trăng đường. Thế cho nên khi còn sống thì bả nghiệp hôn mê, sáu căn rong ruồi, mười tội ác càng ngày càng nặng. Mười điều lành bỏ hắn ngoài tâm, đến lúc chết hồn kia dơ dần phách nọ mơ màng. Mười cửa ngục tỳ cắn đinh nghiệp, ba đường mê gì thế luân hồi. Kiếp kiếp đời đời hoàn thân gặp gỡ, làm cho nhau quên cảnh sen vàng. Đi đi lại lại duyên nợ báo đền, dắt cả thái vào trong nhà lửa. Kẻ còn sống quay đầu là tới bên, người chết kia biết kiếp nào ra. Một già xót xa tất lòng thành khẩn phục y nguyện. Ngược nguyện một liên tôn giả trổ sức thần cứu độ sinh linh. Địa Tạng đại sư chiếu ngọc sáng soi phá tan địa ngục, xa hết tội tình dần dông giả lên đường giải thoát. Bạn cho phúc tuệ đưa người sanh vào cảnh chân như. Một giả chí thành đệ tử chúng con nhất tâm dẫn ngay sơn, cùng dường thanh tình pháp ân tỳ lô gia na Phật ngã viên mang bao thân lô sa na Phật ngã thiên ba ứng qua thân ca mâu ni Phật ca đường lai ha sanh.
Lan Tôn Phật Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Anh Vô Hiền Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Và Lâm Thanh Chung Bồ Tát Ca Giám Trai Sư Và Bồ Tát Ca Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ca Thập Điện Minh Vương Bồ Tát Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Ta Pha Đa Tha Đa Và Lô Chỉ Đế Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Ta Pha Đa Tha Đa Và Lô Chỉ Đế Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Ta Pha Đa Tha Đa Và Lô Chỉ Đế Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Tu Rô Bà Gia Đa Tha Đa Gia Đa Địa Tha Cập lục đạo phẩm mà đằng thi bồ sai bị tùy nguyện giải bao màng linh kim thi gia đắc ca vô lượng ba la mật tam đức lục vị cung và cập tăng và giới hộ tình phổ đồng cung dường đằng tam bà phá phiền dựng ra hồng
Thank you.
qua. Thank you.
linh na ma Hey.